Hello everyone, welcome back to Như Ý Channel. Xin chào các bạn đã quay lại với kênh của Như Ý. Cô Như Ý xin gửi cho các bạn cái bài phonics của tuần thứ 6. Tuần thứ 6 này mình sẽ học một số âm còn lại. Và hôm nay mình học âm thờ tiếng Việt nè. Âm thờ tiếng Việt thì giờ nó sẽ có hai cách đọc. Cách đọc thứ nhất, đây là biểu tượng như là cái môi trên và cái môi dưới của mình. Và ở giữa đây là cái lưỡi. Cái lưỡi của mình nó sẽ nằm giữa hai cái răng. Nó chọn hơi ha. Đó, ví dụ như là thanks. Rồi, với cái âm này thì cái đầu lưỡi của mình nó hơi ló ra giữa hai hàm răng chút xíu nha. Đặt cái lưỡi ở đấy, đầu lưỡi hơi ló ra một chút xíu. Thanks. À, think. Thumb. Đây, cô nhắc lại nhé. Đây là cái miệng của mình nè. Răng trên, răng dưới nè. Và cái đường ở giữa là tượng trưng cho là cái lưỡi của mình đó. Cái lưỡi nó sẽ nằm giữa hai cái răng, hơi ló đầu ra một chút xíu, rồi các bạn hãy đọc ha. Rồi, ở trong máy tính nó không có cái ký hiệu này nên cô vẽ bằng tay nên các bạn chịu khó nhìn nha. Giống như là một cái chữ O tròn dài và có đường gạch ngang vậy. Now read again this one. Đọc lại nhé. Example là ví dụ. Thanks. Think. Thumb. Các bạn nhớ nhé, cái lưỡi nó hơi ló ra, nó nằm giữa hai cái răng. À, và nó hơi ló ra đằng trước một chút xíu. Rồi, cái chữ T và chữ H này, hai chữ xương nhau. Cách đọc thứ hai của nó là D. Cái này giống như là viết số 6 lộn ngược rồi có cái đường gạch ở trên. Nó tự như chữ D tiếng Việt vậy. Và đọc là D. Example, this, that, these, those. Rồi, ở gần mình cái những cái gì nói về vật, về con vật, về người hay bất cứ cái gì ở gần mình á, mà chỉ có một thôi, mình dùng cái từ this. Ví dụ như là this pen, ví dụ như là this pen, hoặc là this book. Ở gần mình, this book, this pen. Rồi, cái gì đấy mà ở xa, ở cách xa cái chỗ của mình á, đằng kia kìa, cái kia kìa ha. À, cái vật kia, cái người kia, cái con kia, như thế nào mình dùng chữ that nhá. Ở gần mình chỉ có một thôi, this. Ở cách xa mình mà chỉ có một thôi, that. Rồi, những cái này, những người này, những con này, số nhiều của chữ this á, biến thành these. Rồi, số nhiều của chữ that là biến thành those. Ví dụ như là những cái con kia, những cái bạn kia, những cái cây kia đó, thì số ở xa mà số ít, that. Ở xa mình mà số nhiều là those. Ở gần mình là this, còn ở xa mình là these. Rồi, mình học thêm một âm thứ hai, đó là âm ngờ tiếng Việt nè. Âm ngờ tiếng Việt đó là N với G nè. Hai bạn này, N với G này nè, N với G này, hai bạn này đi chung. Đọc là tiếng Việt là ngờ. Tiếng Việt mình bật ra ngờ. Nhưng tiếng Anh một nửa đường mình dừng lại, cảm giác giống như là người câm, họ muốn nói mà không nói được vậy. Âm ngờ trong cuốn học nha. Âm ngờ nằm sâu trong cuốn họng của mình á. Example, ví dụ nha. Sing. Mình không nói là sing. Sing có âm ở trong cuốn họng mình á. Sing. Thing. Ding dong. Và cái từ tiếp theo đó là song. Song là bài hát. Mình đọc lại nhé. Sing là hát. Thing là cái vật gì đấy. Ding dong là tiếng ngân của chuông. Song là bài hát. Các bạn nhớ cái âm ở đằng sau nha. Thank you for listening. See you in the next lesson.